Chào các anh chị và các bạn. Thì mình là Cooly TV. Rất là vui mừng chào các anh chị và các bạn đã quay lại với kênh của Cooly TV. Thì công việc của mình chắc mọi người cũng đã biết là làm trên du thuyền du lịch năm sao đó ở khu vực châu Âu và châu Mỹ. Thì bây giờ trong cái thời gian mùa dịch bệnh này cũng rảnh rỗi khá nhiều nên mình xin làm những cái video ý nghĩa như thế này là mình cũng chia sẻ với các anh chị và các bạn và đặc biệt là những cái bạn trẻ có nhu cầu à, muốn khám phá du lịch đó đặc biệt là khám phá du lịch của du thuyền ở châu mỹ và châu âu như mình đó vừa được đi du lịch rồi à, vừa được kiếm thêm thu nhập nữa và mình được học hỏi rất nhiều cái tinh túy của nước ngoài nói cái tinh túy thì nó hơi bị dữ quá nhưng mà nói cái sự khác lạ đi đó thì khi mình quay về Việt Nam thì nếu như bạn nào không còn làm du lịch thì cũng có những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức của mình để làm những công việc khác ở như cái nước đang phát triển như Việt Nam mình thì vừa rồi mình có nói rất nhiều cái vấn đề từ bước đầu tiên để mà làm trên du thuyền đó và những cái cái cái, cái việc như là ăn uống, ngủ nghỉ sinh hoạt ở trên du thuyền thì những cái chuyện này còn rất là nhiều. Thì hôm nay mình chia sẻ về cái cuộc sống ở trên du thuyền trong cái phần là cabin. Thì thường ở dưới đất liền trên khách sạn người ta gọi là phòng. Đó, nhưng mà ở trên du thuyền người ta gọi là cabin, a cabin. hay uh, cabin có chia thành hai loại là cabin cho và cabin cho crew nó giống như mình là crew member á cabin cho khách cho à, là từ lầu 1 trở lên phía trên và cabin cho crew là từ lầu không ở xuống dưới a và b còn tầng c là không không có tầng c là dành cho những cái hoạt động của du thuyền bảo trì của du thuyền ở bên dưới kia và giặt giũ về laundry thì cũng nằm ở bên dưới kia tầng c thì thường thường thì mình sẽ ở ngay tầng A, tầng Zero là nó cái tầng hoạt động rồi cũng có hai dãy cabin hai bên nhưng mà mình ít được sắp đó chắc là cho những cái bộ phận khác giống như các cái bộ phận uh, uh, crew member ở bộ phận giải trí đó thì được ở đó còn mình ở dưới chút xíu nữa là tầng A cũng được thoải mái. Thì uh, mình xin chia sẻ về trong cái cabin nó như thế nào nha rồi à, mình xin chia sẻ khi mà mình ở trong cabin thì mình cần phải làm những cái gì và tránh những cái gì thì xin mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi với Cool TV nha và đây là toàn cảnh chụp từ phía đuôi của chiếc uh, du thuyền Royal Princess nó cũng giống như cái chiếc uh, của mình đang làm và nó đang đậu ở đối diện Nói chung thì nội thất ở bên trong thì nhìn nó tương đương giống giống nhau không à. Và đây là dãy cabin dành cho khách hàng. Đó, hai bên tường được trang trí với những bức tranh rất là đẹp. Và bên dưới là có thảm thì nó khác biệt rõ rệt với cabin của thủy thủ thuyền viên. Đây, đây là cái dãy cabin dành cho thuyền viên nha nó nhìn rất là đơn điệu và ở sàn bên dưới thì được lắng trắng 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 lắng nè, nó không có thảm đó, thì vậy cabin này mình đang ở ngay tầng A tức là bên dưới cái tầng hoạt động của tầng zero đó. Yes. và phía đối diện mình là có một anh chàng đồng nghiệp của mình đang cố gắng mở cái cửa cabin của họ rất là khó, tại vì cái key này nó có vấn đề rồi. 1000 Khi mà mở vào insert vào đó thì sẽ thấy cái màu đỏ nó hiện lên đúng không? Nhưng mà khi màu xanh thì mình mới mở được Và cái cái, cái chìa khóa này nó bị hư rồi Nếu như ban ngày thì ok, mình có thể lên uh, Jeff Crew Housekeeping <laughs> Office á. Thì mình có thể vào đó và xin đổi làm right. cái key mới nhưng mà nếu mà ban đêm thì hơi khó <laughs> sẽ nhờ okay, uh, người cabin mate của night. mình tức là người ở chung phòng của mình nó mở <laughs> cuối cùng cũng được Tiếp theo là mình xin giới thiệu toàn cảnh của cabin của mình à, phía bên trong nha mọi người đây mình nhìn kỹ nè thường là sẽ có hai cái cái giường một giường dưới và giường trên tức một phòng như vậy đó một cabin như vậy đó là sẽ có hai thủy thủ ở chung có thể à, cùng quốc tịch hoặc khác quốc tịch bất kỳ đó thì mình bây giờ mình đang ở cái giường trên và cái giường thì cũng khá rộng cho một người như mình nằm đấy nha còn phía sau là có một cái đèn nữa để đọc sách mình nếu muốn đọc sách và muốn sáng thì mình có thể bật cái đèn ở trên đầu lên và có một ngăn để chứa đồ kế tiếp đó luôn á đây là góc quay mình quay từ trên cái giường mình quay xuống thì mọi người có thể nhìn thấy cái bồn rửa tay ở bên phải không đó phía trên cái bồn đó là à, có cái cái tủ để mẹ đèn đựng mấy cái đồ cá nhân như bóp đánh răng bệnh chải xà phòng gì đó đó, còn cái phía đối diện ở bên trái, nó là có một cái ngăn để mà để TV rồi à, à, điện thoại rồi có cái bàn để mà viết hoặc là mình có thể à, đựng gì trong cái hộp bàn đó và tiếp theo là cái tủ quần áo, cái tủ quần áo thì có hai ngăn, một ngăn là một chơi dành cho một người bên trong mỗi cái tủ quần áo là mình sẽ có cái safety box gọi là cái tủ cái cái, cái cái sách, đó. cái sách này để đựng à, tiền nha thì mình có mịch mã gì mình khóa lại có tiền bạc trà tư trang đá quý gì đó cứ bỏ vô đó và khóa lại và phía trên cái tủ lúc nào cũng có hai cái life jacket tức là cái áo phao hai cái áo phao này dành cho những cái trường hợp khẩn cấp thì mình dùng cái áo phao đó để mà cứu thoát đó nó rất quan trọng nha tại vì cái lúc nào họ cũng có thể đến kiểm tra và họ thấy nếu như mà mình di dời những cái cái, cái đồ đó đi là cũng rất là nguy hiểm sẽ bị anh fraction của cái uh, của cái uh, safety officer đó, rất là nguy hiểm. Rồi uh, ở phía trên cái trần là có một cái 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 gọi là cái cảm cảm ứng nhiệt nó cảm ứng khói, tức là trong phòng mà nếu hút thuốc hay là nhiệt độ nó cao hơn thì uh, cái đó nó sẽ phát hiện được và nó sẽ reo báo cháy lên. Và có một cái ống thủy tinh thủy ngân đó cái này thì mọi người biết rồi khi cái nó bể nhiệt độ nó cao thì ống thủy ngân nó sẽ bể ra và nước sẽ phun trong cái phòng để mà chữa cháy nên nó cái trường hợp mà trong phòng sẽ cấm những rất nhiều cái cái việc giống hút thuốc nấu ăn đồ à, ủi đồ nha rất là rất là quan trọng và phía đối diện đó là cánh cửa mọi người có thấy cánh cửa đó không cánh cửa đó là đi vô cái toilet đó thì toilet này á là mình có thể share cho hai bên luôn nha hai hai bên phòng C bên kia đối diện còn có thêm một cabin nữa và đây là ngăn chứa đồ ở bên cạnh cái tivi nha có hai ngăn ngăn dưới bên trên mình có thể đổ những bọn cái đồ ăn hoặc đồ khô của mình đó và đây là một người cabin mét của mình đó rất là dễ thương tên là Andre Covini đến từ Brazil nó ảnh đang gọi điện thoại về nhà thỉnh thoảng cái lúc rảnh rỗi hoặc cuối tuần thì anh em đồng nghiệp làm chung sẽ hội tụ lại với nhau tại một cabin nào đó hoặc là tại Crew bar ở lầu zero đó mình sẽ nhậu anh uống nhảy và à, uống bia ở đó ha và đây là cũng tại cabin của mình đó, mình mời các anh chị em rảnh rỗi thì tới cabin của mình ngồi chơi đó mọi người cũng rất là vui vẻ đây là top uh, anh chị em người Việt Nam đã làm chung với mình uh, cũng từ năm 2013 rồi. Bây giờ thì không còn nhiều người làm ở trên du thuyền nữa. Họ cũng đang nghĩ rất là nhiều. Nhưng họ cũng rất là dễ thương nha. Và tiếp theo là cái cảnh mà mình đang uh, thức dậy, mới thức dậy và đang đánh răng rửa mặt, chuẩn bị thay đồ và lên ca tiếp theo. tóc oh. Tốc hành luôn. tóc oh, tốc hành luôn nha. Ồ, oh, thật hoàn tráng. Và trước khi lên du thuyền thì mọi người sẽ nhận được một cái sắp tài liệu hồ sơ. đó Và trong đó sẽ có một cái tờ giấy đó là những điều nên làm và không nên làm ở trong cabin nha. Thì bây giờ mình cũng sẽ đọc sơ cho mọi người biết là những điều gì mình nên làm và những điều gì mình không nên làm trong cabin. Đầu tiên mình sẽ nói sơ những cái điều mà không có được làm. Đó, tức là điều thứ nhất này, là không được dán bất kỳ cái keo dán gì trên tường hết, tại vì á, tránh cái chảy sơn hoặc là mất cái thẩm quan của cái phòng của mình. Rồi chỉ dùng những cái mắc nét, những cái cục nam châm á, mình gắn lên thì được. Tại vì trên cái tường này là bằng kim loại mà nên nó, nên nó hết không sao hết. Và tiếp theo là không được uh, quăng tất cả cái khăn tắm nó gì, gì quăng lên sàn hết, nó sẽ bị dơ. Rồi uh, không được nấu nướng ở trong phòng cái điều đó đương nhiên. Tại dịch tránh hỏa hoạn. Rồi trong cái toilet đó, toilet bowl đó thì không được quăng bất kỳ cái gì vào trong hết trơn Ngoại trừ cái giấy toilet chỉ có giấy toilet bỏ vô nước nó mới tan ra thôi. Tất cả những cái setup tiêu chuẩn ở trong uh, cabin nó không được uh, di chuyển cứ để nguyên như vậy. Giống như cái khi uh, cái, cái life jacket nằm ở đâu thì cứ để nguyên đó. Nó tại vì trường hợp khẩn cấp mà mình phải nhớ nó và tới đó lấy đi liền đó, không được phải tìm không có tìm kiếm trong cái trường hợp khẩn cấp rồi không có được uh, mang những cái đồ ăn trong cái nhà hàng về phòng mà chỉ được ăn tại nhà hàng thôi đó tại vì trong phòng là cấm ăn uống mà tránh cái trường hợp và uh, ô nhiễm Đó đúng rồi rồi thì không có được cái điều quan trọng tiếp theo là vì cái trường hợp hỏa hoàn xảy ra nên tránh hút thuốc và đốt đèn cày Nó, tại vì khi một thuốc khói lên đó, thì cái cái máy cái cái phát hiện khói thuốc là sẽ báo hiệu và rung chuông là họ tới họ chữa cháy đó là mình cũng mở chuyện đó. Rồi khi mà mình rơi phòng thì mình phải kiểm tra rõ ràng trong cái phòng tất cả cái sạc đồ là mình rút ra sạc điện thoại hay là sạc máy móc gì cứ rút ra hết và những cái khăn mà không được che những cái lồng đèn lại, tại vì nóng lên cái lồng những khăn nó sẽ bị phát cháy ấy, là rất là nguy hiểm nên mình phải biết những cái điều đó đó và tiếp theo mình uh, xin giới thiệu sơ những cái điều mà mình phải làm thì cái đầu tiên là luôn luôn giữ cabin sạch sẽ và ngăn nắp mọi lúc mọi khi nha rồi tất cả cái uh, cái cái đồ máy móc thiết bị trong cabin mà nó bị hư á thì mình phải report liền để cho họ kêu kỹ thuật xuống và sửa chữa ngay lập tức rồi cái uh, những cái khu vực mà dành cho crew giống như cái corridor cái hành lang bên ngoài mình không được quăng cái gì đó hết mà nếu dơ thì mình nên dọn nhẹ sơn các để giữ cái cabin của mình luôn sạch sẽ tại vì đây là cái căn nhà của mình mà mình ở đây 8 đến 10 tháng luôn đó rồi à, nói chung à, mình luôn luôn làm cho nó ngăn nắp cái nhà của mình nó trang điểm cái nhà của mình cho nó sạch sẽ dơ thì cứ lau đi sạch sẽ rồi một điều quan trọng điều này rất quan trọng không những trên nhà hàng mà ở đây cũng nên làm đó là tất cả cái cái rác của mình mình phải phân loại rác đồ nếu mình đi đổ rác đó thì à, kim loại ở đâu rồi đồ ăn ở đâu thì mình phải chia ra đều đầy đủ hết nha Không có được bỏ chung đâu Nếu không là người ta phát hiện cái là mình cũng bị về nước như chơi Đó Và khi mà mình đi Mình đi đâu Thì mình nên đóng cửa Và tắt đèn Và rút tất cả những cái, cái cục sạc đồ ra Để tránh cái trường hợp cháy Đó Thì mình chỉ nói sơ chừng đó thôi Thì à, nó cũng giống như một căn nhà thứ hai của mình rồi thì mình cũng ở đây và bảo vệ cái căn nhà của mình. Cảm giác thoải mái, rồi tất cả những cái giường chiếu của mình thì nên đúng cái lịch thì nên đi giặt sạch sẽ để à, ngủ cho nó thơm tho ha. Và đây là những cái gì mình à, xin được chia sẻ với anh chị và các bạn về cái cuộc sống của mình trong cái ngôi nhà nhỏ Trên Du thuyền trong 8 đến 10 tháng thì tất cả đều có hết đúng không giống như tivi, điện thoại phòng tắm toilet rồi giường à, chiếu nói chung là bồn rửa tất cả mọi thiết bị đều có hết ngoài trừ cái tủ lạnh mình không có thôi à. <laughs> tại vì ở trên du thuyền trong phòng á thì nó cấm ăn uống rồi nên nó cần cái tủ lạnh làm gì đâu nhưng mà những cái đồ khô á, thì mình có thể mang vào và ăn được mình có thể bỏ lên trên và à, ăn và nước uống mình có thể mang về để mình uống đương nhiên rồi cái này là những cái điều cần thiết nhưng mà luôn luôn để dọn vệ sinh sạch sẽ đặc biệt hàng tuần sẽ có một đợt cabin inspection tức là họ sẽ có một đội để đi kiểm tra cabin của mình gõ cửa và mình mở cửa họ sẽ vào và kiểm tra cabin của mình nếu như gọn gàng ngăn nắp họ sẽ chấm điểm và họ đi tiếp còn nếu như dơ thì họ sẽ ghi lại một cái report gửi trên cái bộ phận của mình và yeah, sẽ họp riêng nữa đó rất là nguy hiểm và đặc biệt khi mà họ kiểm tra trong phòng mình có những cái chất cấm giống như gì không phải ma túy đâu nha <laughs> và lớ, lớn lớn chớn vẫn có đó nhưng mà đặc biệt như rượu này cấm rượu trong phòng là cấm để đó phát hiện là cũng mệt á vì anh quan niên hoặc vì nước và những cái thứ khác nữa và một cái quan trọng mà mình cũng quên nói đó là cabin sẽ có hai người ở chung. Và hai người đồng giới nha, không phải là khác giới, giống như một nam một nữ là không có cho ở chung đâu nha. <laughs> Nếu như ở chung thì mình có thể lén lút thôi, chứ không có công khai hiểu không? Cái chuyện này chuyện cũng đương nhiên mà cuộc sống lâu dài ở trên kia thì họ tính phận mình có. <laughs> Rồi, thì hôm nay cái video tới đây thôi. Thì rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian nhỏ để mà xem video của Linh. Thì trong những cái video tiếp theo, mình sẽ nói rõ hơn nữa. Còn rất nhiều điều để nói cuộc sống của du thuyền như thế nào. Đó, thì tạm thời thì bí mật. Nhưng mà hy vọng quá các anh chị và các bạn sẽ theo dõi tiếp theo nha. Rồi, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.